Ricky xin kính chào quý cô chú anh chị. Video ngày hôm nay, Ricky sẽ chia sẻ một số thông tin liên quan đến những thủ tục cần phải làm sau khi trở thành công dân Mỹ. Sau khi quý cô chú anh chị tuyên thệ và trở thành công dân Mỹ, có bốn việc cần phải làm, Ricky tạm gọi là bốn bước. Đó là điền đơn xin cấp hộ chiếu Mỹ, cập nhật giấy tờ an ninh xã hội, dù đổi tên hay không đổi tên, cập nhật thông tin trên ID nếu đã đổi tên, làm thủ tục lấy bằng quốc tịch cho con dưới 18 tuổi hoặc xin cấp hộ chiếu Mỹ cho con. Riêng việc điền đơn xin cấp hộ chiếu Mỹ và cập nhật giấy tờ an ninh xã hội, cho dù mình có đổi tên hay không, quý cô chú anh chị có thể làm bước nào trước cũng được. Quý cô chú anh chị có thể cập nhật an ninh xã hội trước rồi điền đơn xin cấp hộ chiếu Mỹ hoặc ngược lại. Ricky nghĩ mình nên hoàn thành hai bước này, sau đó mới thực hiện hai bước còn lại là cập nhật ID và làm thủ tục lấy bằng quốc tịch cho con hoặc xin cấp hộ chiếu Mỹ cho con. Vì khi làm thủ tục lấy bằng quốc tịch hoặc xin cấp hộ chiếu Mỹ cho con, họ vẫn cần bằng quốc tịch của cha hoặc mẹ. Bây giờ Ricky sẽ chia sẻ cụ thể từng bước cần làm những gì, hoặc cần những giấy tờ gì để quý cô chú anh chị tham khảo nhé. Trước tiên là việc cập nhật giấy tờ an ninh xã hội Quý cô chú anh chị phải đợi ít nhất 10 ngày kể từ ngày tuyên thệ mới được đi cập nhật an ninh xã hội vì USCIS cần thời gian để hoàn thành các giấy tờ online trên hệ thống của USCIS. Sau 10 ngày, quý cô chú anh chị đến văn phòng Social Security địa phương để làm thủ tục update thông tin. Nếu quý cô chú anh chị không đổi tên, họ chỉ cập nhật tình trạng công dân Mỹ của mình trên hệ thống và không cấp mới thẻ an ninh xã hội. Nếu quý cô chú anh chị đổi tên, Họ sẽ cấp mới thẻ an ninh xã hội và sẽ gửi bưu điện về địa chỉ nhà cho quý cô chú anh chị trong vài tuần. Họ chỉ cập nhật tên mới trong thẻ, trong khi đó số an ninh xã hội sẽ không thay đổi. Những giấy tờ cần thiết là ID bằng quốc tịch hoặc hộ chiếu Mỹ và giấy tờ tòa án chứng nhận việc đổi tên. Quý cô chú anh chị phải mang bản gốc cho các loại giấy tờ này, họ sẽ copy và trả lại cho mình bản gốc vào ngày hôm đó. Tiếp theo là về vấn đề điền đơn xin cấp hộ chiếu Mỹ. Ngày quý cô chú anh chị tuyên thệ để nhận bằng quốc tịch, mỗi người sẽ nhận được một phong bì gọi là welcome package. Trong phong bì này bao gồm một số giấy tờ chẳng hạn như cẩm nang hướng dẫn những điều nên làm sau khi chính thức trở thành công dân Mỹ, một lá thư chúc mừng của tổng thống và một tờ đơn xin cấp hộ chiếu Mỹ. Quý cô chú anh chị sử dụng tờ đơn này để điền xin cấp hộ chiếu Mỹ về hồ sơ xin cấp hộ chiếu Mỹ, quý cô chú anh chị phải mang theo bản gốc tất cả các giấy tờ mà Ricky liệt kê sau đây. Chúng ta không cần phải mang theo bản copy, nhân viên bưu điện sẽ tự mình copy những giấy tờ cần thiết. Riêng bằng quốc tịch Mỹ thì họ sẽ giữ bản gốc của mình. Hồ sơ để xin cấp hộ chiếu Mỹ bao gồm Tờ đơn xin cấp hộ chiếu DS-11, một tấm hình thẻ 2 x 2 inch, Hình này quý cô chú anh chị có thể chụp ở bưu điện tại nơi làm hộ chiếu hoặc chụp ở CVS hay Warren. Hình chụp ở bưu điện sẽ đẹp hơn nhưng tất nhiên sẽ mắc hơn ở CVS hoặc là Warren. Bản gốc bằng quốc tịch Mỹ ID Giấy tờ chứng nhận việc đổi tên của tòa án cho người đã đổi tên Một tờ personal check để trả tiền lệ phí làm hộ chiếu Có hai loại lệ phí mà chúng ta cần phải trả Đó là lệ phí dịch vụ tại bưu điện và lệ phí làm hộ chiếu. Chúng ta có thể trả tiền lệ phí dịch vụ tại bưu điện bằng thẻ credit hoặc tiền mặt, nhưng mình phải trả tiền lệ phí làm hộ chiếu bằng check. Check này sẽ được gửi kèm với hồ sơ và cơ quan làm hộ chiếu sẽ thu check này khi họ nhận hồ sơ của mình. Đó là lý do tại sao quý cô chú anh chị phải mang một tấm check theo. Nếu mình không mang check theo vẫn có thể trả bằng thẻ ngân hàng nhưng bưu điện sẽ sử dụng thẻ ngân hàng của mình để mua một tờ check khác gọi là Money Orders và họ sẽ tính thêm tiền phí để mua loại check này. Cách điền thông tin trên tờ Personal Check thì quý cô chú anh chị ghi như sau. Ở hàng Pay to the Order of, quý cô chú anh chị ghi US Department of State. Đây là nơi nhận check của mình. Số tiền thì tùy thuộc vào mình muốn làm nhanh hay làm thường. Nếu làm thường thì lệ phí sẽ là 130 đồng, làm nhanh thì mình phải trả thêm 60 đồng nữa. Đây chỉ là lệ phí làm hộ chiếu, ngoài ra chúng ta sẽ tốn thêm tiền lệ phí dịch vụ tại bưu điện. Bưu điện sẽ lấy 35 đồng khi nhận hồ sơ của quý cô chú anh chị. Chi phí tổng cộng để làm hộ chiếu Mỹ sẽ là 165 đồng nếu làm thường hoặc 225 đồng nếu làm nhanh. Quý cô chú anh chị cần phải lấy hẹn ở bưu điện để làm hộ chiếu. Ricky có video chia sẻ cụ thể về cách lấy hẹn ở bưu điện và cách điền đơn xin cấp hộ chiếu Mỹ ở kênh này nếu cần quý cô chú anh chị tham khảo video này nha thêm một điều quan trọng mà Ricky thấy có nhiều quý cô chú anh chị à, sau khi làm hộ chiếu Mỹ quan tâm có nhiều người lo lắng và đặt câu hỏi trên kênh Ricky và trên các diễn đàn học quốc tịch Mỹ đó là tại sao mình nhận được hộ chiếu Mỹ rồi mà không thấy bằng quốc tịch Mỹ có phải bằng quốc tịch đã bị thất lạc rồi không cơ quan làm hộ chiếu Mỹ sẽ không gửi hộ chiếu và bằng quốc tịch chung một lần. Họ sẽ gửi hộ chiếu về trước và sau đó trong vòng 8 tuần họ mới gửi các giấy tờ khác. Cho nên quý cô chú anh chị có thể an tâm là bằng quốc tịch không bị thất lạc. Lý do tại sao họ lại gửi hộ chiếu và bằng quốc tịch riêng và cách xa nhau vậy? Đó là vì đây là hai giấy tờ quan trọng để chứng minh, chứng nhận tình trạng công dân Mỹ. Họ không muốn hai giấy tờ quan trọng này bị thất lạc cùng một thời điểm nếu gửi chung và họ muốn xác nhận lại là mình đã nhận được hộ chiếu rồi thì họ mới gửi bằng quốc tịch. Đó là lý do tại sao họ phải chờ tới 8 tuần mới gửi bằng quốc tịch. Nếu quá 8 tuần kể từ ngày nhận hộ chiếu, quý cô chú anh chị vẫn chưa nhận được bằng quốc tịch thì phải liên lạc với cơ quan làm hộ chiếu để xác nhận lại. Tiếp theo, Ricky chia sẻ một chút về việc cập nhật thông tin trên ID. Nếu quý cô chú anh chị không đổi tên, không cần phải cập nhật ID. Chúng ta chỉ cần cập nhật social còn nếu quý cô chú anh chị đổi tên, bên cạnh social chúng ta cũng phải cập nhật tên trên ID. Bây giờ Ricky sẽ chia sẻ về thủ tục lấy bằng quốc tịch cho con dưới 18 tuổi và xin cấp hộ chiếu Mỹ cho con. Theo quy định của Mỹ, cha hoặc mẹ trở thành công dân Mỹ thì con cái dưới 18 tuổi cũng mặc nhiên trở thành công dân Mỹ. Việc điền đơn lấy bằng quốc tịch cho con chỉ là optional, tức là mình muốn làm cũng được còn không làm cũng được. Quý cô chú anh chị nếu muốn có thể điền đơn xin cấp hộ chiếu Mỹ cho con luôn, không cần phải lấy bằng quốc tịch cho con. Chi phí điền đơn lấy bằng quốc tịch cho con rất tốn kém, nên nếu điều kiện kinh tế hiện tại không cho phép, chúng ta có thể đợi vài năm sau làm cũng được. Việc này không cần gấp gáp. Nhưng bằng quốc tịch là một giấy tờ quan trọng bên cạnh hộ chiếu Mỹ để chứng minh tình trạng công dân Mỹ của con. Nên Ricky nghĩ chúng ta cũng nên làm thủ tục lấy bằng quốc tịch cho con nếu khả năng cho phép. Thủ tục điền đơn xin bằng quốc tịch cho con cũng giống như cách điền đơn N400 theo quốc tịch của mình. Quý cô chú anh chị điền đơn N600 online để lấy bằng quốc tịch cho con. Có một điểm lưu ý mà Ricky muốn chia sẻ, đó là trong đơn N600 không có phần đổi tên cho con. Nên nếu quý cô chú anh chị muốn đổi tên cho con thì phải làm thủ tục đổi tên ở tòa án, quận mình đang ở. Sau khi thủ tục đổi tên hoàn tất và con đã có tên mới rồi thì mới nộp đơn N600 cho con. Sau này con có bằng quốc tịch sẽ có tên mới, không cần phải thay đổi nữa. Lệ phí hồ sơ N600 là 1.170 đồng. Lệ phí này có thể được miễn hoặc giảm nếu hộ gia đình mình có income thấp nằm trong phạm vi quy định của Mỹ. Trong trường hợp này, quý cô chú anh chị phải khai thêm đơn Y912 để xin miễn giảm lệ phí. Quý cô chú anh chị có thể tham khảo thêm video này trên kênh của Ricky để biết thêm chi tiết về thủ tục xin miễn giảm lệ phí. Sau khi nộp đơn N600, USCIS sẽ lên lịch tuyên thệ cho con nhận bằng quốc tịch. Thủ tục giống như buổi tuyên thệ của người lớn. Quý cô chú anh chị sẽ dẫn con đi để tuyên thệ và nhận bằng quốc tịch giống như mình làm vậy. Về thủ tục xin cấp hộ chiếu Mỹ cho con, cách điền đơn cũng giống như của người lớn. Riêng giấy tờ cần nộp thêm bằng quốc tịch của cha hoặc mẹ để chứng minh con lấy quốc tịch theo cha mẹ. Khi đi làm hộ chiếu, quý cô chú anh chị phải mang theo thẻ xanh của con. Nhân viên bưu điện sẽ thu lại thẻ xanh của con và gửi kèm theo hồ sơ làm hộ chiếu. Lưu ý là khi đi làm hộ chiếu, cả hai vợ chồng, cha và mẹ phải đi cùng và phải dẫn con đi theo. Đây là một điều rất quan trọng. Họ yêu cầu cả cha và mẹ phải có mặt để chứng minh cả hai đồng ý cho con làm hộ chiếu Mỹ. Ricky thấy có một số trường hợp hai vợ chồng đã ly hôn, chỉ có cha hoặc mẹ làm hộ chiếu, nên gặp rắc rối về giấy tờ và họ không chấp nhận hồ sơ. Trong trường hợp này, cần phải bổ sung thêm giấy tờ của tòa án hoặc giấy tờ chứng minh sự đồng ý của người cha hoặc người mẹ vắng mặt. Đây là tất cả những thông tin mà Ricky muốn chia sẻ trong video này. Hy vọng những điều này là hữu ích để quý cô chú anh chị có thể tham khảo. Ricky cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video.